Kính thưa quý vị, ngày We Day tổ chức tại London, tên từ London. Buổi tập hợp We Day đã được tổ chức tại Wembley Arena ở London trong đêm hôm qua. Trong số người tham dự có hoàng tử Harry, nhà tranh đấu giáo dục quốc tế Malala Yousafzai, diễn viên Cliff Owen, cựu phó tổng thống Al Gore, ông Richard Branson, các nhạc sĩ Ellie Goulding, Jennifer Hudson và nhiều nhân vật quan trọng khác. Khoảng 12.000 thanh niên trên khắp nước Anh và giáo viên, giáo sư của họ đã tham gia buổi tập trung. Ngày We Day là sáng kiến của tổ chức từ thiện quốc tế Free the Children. Trong mỗi lần tổ chức We Day, anh em Craig và Mark Kielberger là người sáng lập Free the Children, chia sẻ sân khấu với các nhà lãnh đạo trên tên tuổi, những nghệ sĩ hạng A với mục đích là khuyến khích giới trẻ hăng hái hoạt động từ thiện. Học sinh được tham dự buổi tổ chức với vé miễn phí nhưng cam kết phải làm một công tác từ thiện tại địa phương hay trên toàn cầu theo sự lựa chọn của họ qua chương trình We Act mỗi năm. Hoàng tử Harry đã lên sân khấu ca ngợi học sinh đã tham gia. Cô Malala Yousafzai là người thành lập quỹ Malala để tranh đấu cho quyền giáo dục, đã nói trước người tham dự về cuộc tranh đấu khó khăn của cô. Tại cuộc họp báo sau đó, Malala thông báo là Malala Fund và Free the Children đã thiết lập sự cộng tác trong nhiều năm để tạo mối quan tâm đối với tình trạng con gái không được đi học tại nhiều nước và thanh niên, tuổi trẻ trên thế giới sẽ cùng hành động chung. Được hỏi về Ngày Phụ Nữ Quốc tế, Malala trả lời rằng mỗi ngày đều là Ngày Phụ Nữ, nhưng Ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 nhắc nhở mọi người trên thế giới là phụ nữ muốn bình đẳng, tiếp tục tranh đấu cho sự bình đẳng, tranh đấu cho nữ quyền. The We Day là một trong những hoạt động từ thiện lớn nhất thế giới, với khoảng 3.7 triệu người hâm mộ trên Facebook và 1 triệu người hâm mộ trên Twitter. We Day được tổ chức đầu tiên ở Anh Quốc, nhưng từng được tổ chức nhiều lần ở Hoa Kỳ và Canada. Trong năm nay, thì ước tính sẽ có 160.000 người trẻ sẽ vào được các vận động trường tổ chức buổi We Day.